trả 38 triệu bảng, Man United có ngày đá tảng cả châu Âu săn đón. Kim Min-ja gia nhập Napoli từ mùa hè năm ngoái với mức phí 16 triệu bảng. Kể từ đó, anh trở thành trụ cột của đội bóng thành Naples. Có thông tin Real Madrid và Man United đều đang muốn ký hợp đồng với đá tảng người Hàn Quốc. Kim Min-ja đang có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 38 triệu bảng và điều này có thể khiến Napoli mất người ngay trong tháng riêng. Xét về mặt thống kê, cầu thủ cao 1m90 này có trung bình 3,9 lần giải vây, 1,6 cú tắc bóng và 1 lần đánh chặn mỗi trận. Ngoài ra, Kim Min-ja sở hữu khả năng không chiến ấn tượng với 3,1 lần không chiến thành công mỗi trận, đạt tỷ lệ 90%. Với những thống kê như vậy, không có gì ngạc nhiên khi Quỷ Đỏ và Real Madrid đều quan tâm đến anh. Tuy nhiên, Napoli đang hy vọng hủy bỏ điều khoản giải phóng của Kim Min-ja bằng một giao kèo mới. Lisandro Martinez và Rafael Varane hiện là những trung vệ ưa thích dưới thời Erik ten Hag. Tuy nhiên, những lo ngại về chấn thương của Varane buộc Man United phải tính đến câu chuyện đường dài. Đấy là chưa kể Harry Maguire cũng không có phong độ cao kể từ đầu mùa giải.